Hai chào anh em vào xin lỗi mình là từ anh chị tám rất vui quay trở bạn trong video bản đạc của server số 91 với mô đạc vừa mới lên level 90 xong. Bốc level 90 là bốc cực kỳ quan trọng với tất cả các người chơi. Nó mở ra rất nhiều vị trí, trong đó nổi trội nhất đó là bộ rune và hồn lực lâm. À này thì cũng vừa mới đầy rune nên thành ra là bộ rune hiện nay chỉ có dồn duy nhất cho chít hỏa là đầy đủ thôi. Còn lại thì đều ở mức độ gọi là cho có, bao gồm cả rune vàng và rune tím luôn. Thậm chí là luôn lam luôn, luôn xanh lá cây ấy. Thì trong tương lai rất là ngắn thì nó sẽ full vàng đấy các bạn nhé. Còn đâu đỏ thì các bạn sẽ phải kiếm dần dần. Ở đây duy nhất vị trí chít hỏa được nâng đến tầng cao nhất cho yêu cầu cho bộ luôn, và cất nhân đi kèm với nó đó là S-Mark luôn các bạn ạ. Hơi đáng tiếc một tí là trong team chưa có vị trí Yasuo thổ nên thành ra là chít hỏa chưa bung được cái tầm mạnh nhất ấy. Mà thật ra bên này nó cũng chưa có hồn lực bão tố đúng không? Nên là thành ra là cũng không sợ mấy đâu. Chít hỏa vẫn hoàn toàn bá cháy các bạn nhé. Bộ hồn lực 5 của ạc hiện nay chúng ta có một viên sói một. Đấy, bạn nào mua ạc thì trong tương lai lấy thêm một viên cừu nữa được. Ở lại thì có anh Elding 3 sao. Nhìn chung thì xem vào mới thì bây giờ các bạn sẽ định hướng dễ hơn so với ngày xưa. Vì các bạn sẽ biết là cái hồn lực 5 nào thì mình cần, còn những hồn lực 5 nào thì mình có thể bỏ qua đúng không? Các vị trí còn lại trong team bao gồm Teri trợ công nhị môn, Hotaru 4 sao và cuối cùng là Sermiloi tứ môn luôn các bạn ạ. Trong team mình thấy thiếu mỗi một vị trí, thiếu hai vị trí, một là một con tanker, hai là vị trí hạt nhân. Thì trong tương lai thì các bạn thay cho mình còn Kaoness bằng Ainis, thế là vừa có tanker vừa có hạt nhân. Ainis thì nó gần giống như Saiki các bạn ạ, nó thỏa mãn cả hai. Chứ đừng lấy Yashiro bây giờ thời điểm này nhá, còn lấy thì các bạn lấy cho mình Elizabeth thay cho vị trí Teri nữa, kiểu kiểu như vậy. Rồi chúng ta tránh nốt túi đồ sau đấy vào đấm nhau thôi. Ạc đang ở một mức VIP rất cao luôn đấy, và mình bảo đảm từ A đến Z, Z phải yên tâm các bạn nhé. Ạc là VIP 10 là hơi bị nhiều rồi đấy. Đấy, bạn ấy chơi theo mình đánh giá là cũng bài bản. Đấy, có điều thì võ sĩ thì có vẻ như là bạn ấy đang thiên hướng nhiều hơn để mà tấn công. Mình hiểu rằng ở server mới là các bạn luôn ưu tiên tấn công hơn phòng thủ, điều đấy không sai, nhưng không có nghĩa là không có một chút phòng thủ nào. Thì bạn nào mua ạc thì các bạn nhớ cho mình, lưu ý cho mình một cái đoạn đó là trong tương lai thì không cần lấy võ sĩ tấn công nữa, thì bây giờ phải lấy thiên hướng võ sĩ đó là phòng thủ hạt nhân nữa nhá. Đấy rồi, à không còn quá nhiều mảnh vạn năng, chúng ta theo mình thấy thật ra hình như là còn 213 mảnh. Thế thôi các bạn nhá, lục môn đấy hai con rồi, 6 sao của sơ mi nữa, vừa chơi vừa nâng cấp dần lên. VIP 10 thì VIP cao ấy, và các bạn thật ra là Petal Pass và siêu lễ tức thì và đánh tốt được chế độ thì không bao giờ thiếu được mảnh vạn năng đâu. Đấy. Các cái kia mình check cho nhỉ, run phím check hết rồi đúng không? Ừ, ok. Vừa mình cũng mới mở mà các bạn, mới mở các tính năng nên là thậm chí là đồ cơ bản nó cũng chưa có. Hiện nay thì đang xếp bao nhiêu về mặt lực chiến? Hạng 13 về mặt lực chiến, các bạn nhìn thấy không thua kém các top server về mặt level. Đấy, và tất nhiên top đấu trường mình tin là cũng sẽ như vậy. S mang chiến hỏa luôn. Chúng ta đang ở hạng 14 luôn về mặt đấu trường. Mình sẽ đánh lên một tí các bạn nhé. Mình tin tưởng rằng ạc vẫn có tỷ lệ đánh vào trong khu vực không ít. Chỉ cần các bạn nâng uy tốt lên một chút và có một cái sự kiên trì để sắp xếp các vị trí trong đội hình nó tối ưu. Ngoài ra thì phe ta này nói thật là ngang bằng thì cũng ngang với 1x thôi. Chứ còn không x là thua khoảng độ 1 đến 2 level. Đấy. Thì đồng nghĩa với việc đó là các bạn sẽ đồ các bạn sẽ bị thiếu hơn họ một hai ngày cũng là quan trọng đấy các bạn ạ. Các bạn nào ngoài thì cái tốt, cái cốt tốt là chế độ cho đồ của nó cơ bản sớm hoàn thiện. Rồi bên đối phương cũng có S-Mark chín hỏa luôn, xe mới bây giờ quá đáng sợ. Phe ta sẽ chuẩn bị phản công ngay sau đây thôi. Như mình nói ngay từ đầu đó, phe ta thiếu đi các một vị trí phòng thủ nên thành ra hàng trước bay nhanh quá. Chít hỏa không có nộ luôn, hàng đen. Rồi vừa xong là một pha S-Mark của Nghi Nam Trấn, một pha S-Mark hiệu quả đấy. Rồi đối phương vẫn có cả Hotaru lẫn Sermiloi, phải nói rằng đội hình đối phương mong mình đánh đúng tay ghê gớm thế. Hạt nhân cũng mới luôn, Yashiro luôn, team tứ đại thiên tam đại thiên vương luôn, team team đối phương ngon vãi nhờ. Đấy. Không biết đối phương là VIP bao nhiêu nhưng mình nói thật là đội hình ngon hơn phe ta.
Nếu bạn nào mua hạc thì thật ra là kiếm dần thôi là đủ rồi. Gì gì chứ chơi game phải cần có thời gian, và chúng ta hoàn thiện từng mảnh ghép một trong team. Chơi như thế mới hay, chứ mà nó cứ full sẵn rồi thì mình thấy rằng nó lại kém đi sự hấp dẫn nào đó. Hơi đáng tiếc là chít hỏa chưa có nộ. Hai lượt rồi. Lượt này khả năng là chết thì mới có nộ được. Đây là S-Max chít hỏa đối phương. Rồi trận này thua chắc rồi. Mình đang muốn xem là chít hỏa sẽ gây được sát thương tối đa là bao nhiêu lên người đối phương thôi. Rồi 18 triệu sát thương rồi, các bạn nhìn thấy không tồi đúng không? Hết thảy với đối phương biến hình cũng như là bật miễn trí tử, bật khiên khiếp các thứ lung tung phèng luôn. Em Spang chi hỏa nói chung là một phương án không phí ông tiền bán gạo bên cạnh Gonit và Angel. Angel thì chưa chứng minh chứ còn đâu Gonit và chi hỏa đều chứng minh rồi, đặc biệt Gonit thì mình thật sự bất ngờ luôn. Còn chi hỏa thì có Yashiro theo kèm sẽ được thi đấu, còn không thì sẽ chịu khá nhiều nhục nhằn tù hãm giống như hình ảnh các bạn đang theo dõi. Thôi nhìn chung thì chấp nhận với khu vực top 1x cho vậy. Toàn bộ thông tin nạc mình đã check xong. Bạn nào qua liên hệ mình nhập số điện thoại hoặc link Facebook bên dưới phần mô tả video. Với giá app bao gồm mọi chi phí là 1,5 triệu các bạn nhé. Một lọc VIP 10. Đội hình võ sĩ Chít Hỏa S-Max, Nghi S-Max hơn 200 bạn đang và cứng trong cuộc top 1x.